Những ngày qua, một vườn cúc họa mi nở rộ tại thành phố Đà Nẵng lại thu hút nhiều bạn trẻ du khách đến chụp hình lưu niệm sống ảo. Vườn cúc họa mi này nằm trong khuôn viên của Trung tâm Công nghệ sinh học thuộc Sở Khoa học Công nghệ Đà Nẵng, có diện tích 500 m2 với khoảng hơn 6.000 cây. Thông thường, hoa cúc nở rộ vào thời điểm cuối thu và đầu đông, tức là tháng 10, tháng 11 dương lịch. Tuy nhiên, các nhân viên tại trung tâm đã thực hiện gieo trồng thành công, giúp cúc phát triển tốt, nở hoa trái mùa. Thấy hoa thì nở đẹp đó, với lại là vườn chăm sóc cũng tốt nữa, sạch sẽ, gọn gàng. Đó, có khu để chụp ảnh riêng nên là thấy được. Thực chất là mà nói là khi mà em thấy vườn hoa này đang lên bão là em cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì em không nghĩ là Đà Nẵng của mình là mùa này cũng có hoa cúc hoa mỹ, bởi vì thường là em thấy ngoài Hà Nội mùa thu là cúc hoa mỹ nó rất nhiều, nên em đã rủ các bạn đi chụp nhưng mà cũng không có thời gian, đến bữa nay trời mát mẻ vậy là phù hợp nên em quyết định xuống vườn hoa để chụp một quả ảnh. Nhiệm vụ cúc hoa mỹ trái mùa là xuất phát từ sáng kiến cấp thành phố của tiến sĩ Vũ Thị Bích Hầu và tiến sĩ Nguyễn Quyết của trung tâm, thì đã trải qua 2 mùa trái vụ. Ở trong quá trình triển khai thì chúng tôi nhận thấy rằng là do trong trái vụ cho nên sẽ có một số cái đặc điểm cây nó không bằng như 9 vụ ở Hà Nội. Do đó thì các anh em nghiên cứu viên, kỹ thuật viên cũng đã hoàn thiện bổ sung cái quy định làm sao cho cây nó đạt như cây ở Hà Nội. Thì nhờ đó thì năm thứ 3 này chúng tôi triển khai duy trì và về kết quả cuối cùng thì được mọi người đón nhận rất là tốt và cây năm nay đã cao hơn mọi năm. Ngoài cao ra thì độ bền hoa nó cũng bền, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng mà hoa cũng bền. Đó là thành quả của những cái nghiên cứu cải tiến kỹ thuật do trung tâm thực hiện. Được biết, vườn cúc họa mi mở cửa đón du khách tham quan, chụp ảnh từ trung tuần tháng 3 năm 2022. Lối đi tại các luống hoa được thiết kế rộng rãi để tạo thuận lợi cho người dân đi lại, hạn chế giẫm đạp lên cây. Đây là lần thứ 3 Trung tâm Công nghệ sinh học trồng thành công cúc họa mi. Mùa cúc năm nay ghi nhận kết quả tốt, cây hoa cao, nở hoa lâu, bền hơn so với 2 mùa trước. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO avongphapluattv.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.